mới gặp là rất là thương em, nhưng mà sau này bên gia đình có xem và anh em bên chồng có xem thì có phản hồi không tốt, nên là ba mẹ quay ngược lại không có thương em nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Là tại sao giờ hôm đó làm sao vậy? Dạ cái lúc đó tại anh Đạt rụt rè như hiện tại bây giờ luôn nè. Cứ rụt rè đó chị không được, thì em mới nói thì thành ra nó nói nhiều hơn bên trai. Thì bên ba mẹ anh Đạt thấy em gái mà vẫn còn dạ nói nhiều với lại sợ sau này về là em hiếp anh Đạt, cho nên là ba mẹ nói thôi thấy cái này dữ quá. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo, năm nay em 29 tuổi, về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt, 34 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt, sống ở Bình Định, Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin, cơ khí chế tạo. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Sao rung quá vậy? Em cũng rung. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương, anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó, dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình bây cho giờ nó. Ta đang vô ga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung, còn khuyết điểm là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu ạ. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy. Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo ạ, Quý Hợi ạ. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ cái đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tình ạ. Lúc mà đại học á, thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cùng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh Bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Thì em hỏi anh bên kia, anh muốn tiến tới hôn nhân chưa, chứ anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. Dạ không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ 2 mối tình anh. Mối tình gần dễ nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp, em bận rộn công việc quá chứ là đó, ít dành thời gian cho người yêu nên đó hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người. Sẵn sàng nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, có nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hôi. Về tính tình là em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cổ nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cổ nói nãy giờ cổ nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó. Hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tự gian, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm.
Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy bấm nè, bấm hiền không á? Ừ. Sao anh quản lý mà anh trung dữ vậy anh? Rồi có hai người anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm, đẹp lắm à. Em nói nhiều không chị? Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, em chủ động. Có hả? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tương kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa vừa, vừa đủ xài. Tôi cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi, hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ, dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa. Chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, chị Cát Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc, hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ đo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Đấy, dạ, cũng chào bác ha. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi, quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi ta. Dạ em xin chào anh. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mới Hẹn Hò, cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Dạ anh có cảm nhận gì với em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. Đúng anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, dạng thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á. Anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong mới tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí cho tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh về anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ với anh về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó nào nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui khen quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khô khan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy ạ? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì rất thích tặng hoa, nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à, anh có gì anh hỏi về em không? Cảm nhận cô gái là như thế nào nói luôn đi. Cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng tự nhiên. Cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay, trái tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích.
trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lạng một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng dạng trực đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn. Vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên. Nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới. Lãng mạn. Thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào, rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không, chứ anh tôi như vậy chắc anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phanh tay. Đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó. Lãng mạn một câu. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa độn thổ được. Bình tĩnh ấy anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Trời chắc nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Rồi, được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời gian. Này chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tay nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia. Có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm, có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi cứ lo tôi phải nói giúp cho bạn đó, có thấy tôi nói giúp không? Sợ khổ không bấm. Đáng đem trai, cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha, lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa, cô ấy cần một sự mạnh mẽ bằng ông, giống như là ba cô gái nói cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ anh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Em là Đình Đạt ha, nó được Bình Định á. Hôm nay Đạt nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là em 37 tuổi chị. 37 tuổi, làm nghề gì? Em làm cơ khí chế tạo máy, rồi đây là vợ em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Thanh Thảo, năm nay em 33 tuổi, làm kinh doanh bên mạng bất động sản ạ. Hai người ở Bình Định hết? Em ở Phú Yên ạ. Em ở Phú Yên, dạ. Còn em ở Bình Định. Dạ. Rồi em đoán đi. Chắc là chắc hai đó. Bạn đó ở chung sớm, đúng không? Chung sớm mà hồi nhỏ là không có thích nhau. Nhưng mà lớn lên Thảo trổ mã, Thảo rất là đẹp. Và bạn này nhìn thấy mê mẩn quá và theo đuổi cô này. Và cuối cùng là chinh phục được cô này và lấy cô ấy làm vợ, đúng không? Sai. Tôi không cần nói, tôi cũng thay lời hai bạn này. Tôi nói sai. Sao chị đó sao nói sai là sai? Chị dựa vào cơ sở nào? Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Thôi thôi đi. Đúng không? Yeah, trời đúng ơi. Thấy chưa? Ôi như vậy là hai em là kết nối với nhau, kết nối tình duyên với nhau là qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hả? Dạ. Yeah. Wow. Khi em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò đó, lúc đó cũng em cũng run lắm, run. Mà cũng Thảo cũng ít nói chuyện không được. Cuối cùng hai Thảo với em cũng bấm nút rồi gặp, rồi đang còn gặp nhau. Bữa đó thì gặp nhau xong á là cô em ra uống nước, đi uống nước. Rồi trưa đó mời hai gia đình đi cơm trưa. Em thì lúc đó cũng chưa ấn tượng gì về anh Đạt đâu. Chỉ có thích cái nụ cười của anh lúc mà em quay sang á. Thì thích nụ cười hiền lành thì em bấm nút thôi. Cảm xúc đầu tiên là kết cái nụ cười ha. Sau cái hôm mà buổi trưa mà gia đình đi ăn trưa xong á, thì tụi em liên lạc với nhau như thế nào? Tiếp tục là tìm hiểu? Nhắn tin thôi chị, nhắn tin qua điện thoại. Vậy hả? Trong bao lâu? Hai ngày. Hai ngày xong rồi ngày thứ ba thì em mới
thấy anh này là lạ. Thường thường là hẹn hò thì bên trai sẽ rủ đi xem phim liền hoặc là đi cà phê liền, mà sao không thấy anh này ảnh rủ mình hết. Không biết ảnh có thích mình không. Em mới nhắn một tin nhắn gửi là anh sắp mất em rồi. Lúc đó sợ đúng không? Lúc đó thì em lúc bận quá thì lúc đó em nói thôi được, thứ bảy đi tin nhật thì cuối tuần gặp nhau rồi uống gặp phơ rồi xem phim luôn. Mà lúc đó cho thấy Thảo nhắn tin thì em thấy lúc đó chắc chắn Thảo đang giận. Rồi em liên lạc xong chiều đó đi tối uống cà phê, rồi hẹn bữa sau là bữa đó là 30 tháng 12 năm 2017 đi xem bán pháo hoa. 30 tháng 12 à. Lúc đó cũng sợ vì mới quen đó mấy ngày à, mà rủ thì biết Thảo ngại có đi không. Em chưa nói thì Thảo nói thông báo là bữa sau là đi Vũng Tàu, đi về nhà mới nhà bà cô gì đó. Chúng ta cầm bụng đi Vũng Tàu luôn. Không, Thảo đi mình. Em đi xuống Vũng Tàu thì em nghĩ trong bụng sao anh thì ảnh không cản mình, anh để em tự đi luôn. Và cuối cùng sao? Thì cuối cùng á em đi xuống Vũng Tàu xong rồi gặp cô ở dưới, cô mới nói là cháu muốn thử lòng anh này ấy, thì cô chỉ cách cho biết là ảnh có thương mình hay không. Cô mới chỉ là thôi bây giờ bắt máy điện thoại gọi điện ảnh xuống chở em tối đi xem bán pháo hoa. Nếu như mà anh xuống liền ấy thì anh là ngọt, thương mình. Còn nếu như mà không thì lý do là xa xôi này nọ thì thôi ghen lên chơi thôi. Tầm 9 giờ sáng thì em có gọi điện cho ảnh, ảnh nghe máy, anh nói là trong vòng 1 tiếng anh xuống Vũng Tàu anh rước em về. Trong 1 tiếng hả? Dạ. Xong rồi con nói gì mà tầm 1 tiếng sao mà xuống kịp. Nói thì nếu như mà anh xuống kịp thì có duyên, còn không thì thôi. Tầm 1 tiếng sau là anh gọi là em ơi anh ở Vũng Tàu rồi. Trời ơi. Em đi tàu cánh ngầm phải không? không anh. Lúc đó thì em ở nhà buồn, đã buồn trời. Tối đó em cứ nghĩ là hôm nay giao thừa chắc ở nhà của mình buồn rồi, không ai đi xem bánh phô hoa rồi. Tự nhiên có điện thoại Tháo gọi xuống, em mừng quá, em lái xe em chạy xuống luôn. Thì chạy Vũng Tàu thì có chừng 100 mấy cây thì em chạy có chừng, không nói chung 1 tiếng thì không có chứ. Hơn 1 tiếng, còn anh nghĩ là hơn 1 tiếng. 1 tiếng rưỡi thì khoảng 1 tiếng rưỡi là tới. Cái đêm bắn pháo hoa đó, hai đứa coi nhưng mà ảnh có tỏ tình, ảnh có cầu hôn với em không? Dạ không ạ. Chỉ có tâm sự, nói chuyện cá nhân hai bên này nọ. Xong rồi tới lúc mà bắn pháo hoa thì ảnh đứng sát vô bên em, xong rồi cầm tay em xem. Vậy thôi chứ không nói gì hết. Dạ không nói gì hết. Chỉ là biểu hiện thôi chứ là hành động em là của anh đó nha. Rồi sau đó thì sao? Khi nào thì em mới về ra mắt với bên gia đình của anh? Tầm 3 tháng ha. Lúc đó thì Tết là lúc em gần Tết rồi. Ba mẹ cũng nói là dẫn vợ em á vừa đã rách ra đại đình. Thì ba má thấy cũng hiền dễ thương, cũng khéo léo. Ba mẹ cũng thương. Thảo thì sao? Em có cảm nhận là bên gia đình bên Đạt là thương quý em không? Dạ, lúc mới gặp là rất là thương em. Nhưng mà sau này bên gia đình có xem và anh em bên chồng có xem thì có vẻ không tốt, nên là ba mẹ quay ngược lại không có thương em nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa, là tại sao vậy? Hôm đó là làm sao vậy? Dạ cái lúc đó tại anh Đạt rụt rè như hiện tại bây giờ luôn nè. Cứ rụt rè đó chịu không được. Thì em mới nói thì thành ra nó nói nhiều hơn bên trai. Thì bên ba mẹ anh Đạt thấy em gái mà tấn công quá. Dạ, nói nhiều với lợi. Sợ sau này về là em hiếp đúng không? Anh Đạt. Cho nên là ba mẹ nói thôi, thấy cái này dữ quá. Lúc đó thì ông bà không có cho hai đứa quen nữa. Yeah. Rồi như vậy thì sao ta, rồi sau cuối cùng làm sao mà làm đám cưới? Quen 2 năm thì ba mẹ của anh thấy hai đứa yêu thật lòng á, thì ba mẹ đã đồng ý cưới, nhưng mà trúng cái mùa dịch thì không có tổ chức được. Là mới đây không, là không có. Thì thực ra là cái chuyện đó là chỉ là một cái buổi tiệc thôi. Yeah, buổi chứ tiệc. Còn thực sự mà nói thì khi mà tụi em đã yêu nhau, đến với nhau, xác nhận là sống lâu dài với nhau, có con thì mình cũng coi như là một gia đình nhỏ rồi. Đó thì chị nghĩ là bây giờ là cái khoảng cách giữa ba mẹ em với lại bạn Thảo còn không? Đã giải tỏa hết chưa? Tại vì nếu chưa thì nhân cái cơ hội này nè. Yeah. Hai vợ chồng chia sẻ cái điều muốn nói với ba mẹ đi. Giờ em với Thảo cũng cưới nhau rồi thì cũng sắp có được đứa con đầu tiên đầu lòng. Khi cưới tới bây giờ thì cũng vợ chồng cũng sống hòa thuận và yêu thương nhau. Bây giờ là con cũng muốn hai ba mẹ hai bên đó là hòa thuận nhau, nói chuyện là thân thiết nhau đó. Vợ chồng con lúc nào cũng hay sống hạnh phúc, vừa có con cái, vừa có bên dòng họ, bên ba mẹ và mẹ vì vợ và ba mẹ chồng.
Thảo nói gì đi cưng, Thảo nói với ba mẹ đi. Dạ, con với anh Đạt tham gia chương trình này cũng mong muốn hai bên gia đình hòa thuận nhau vui vẻ, để hai bọn con có một hạnh phúc trọn vẹn. Thực ra Vân cũng thay mặt chương trình là bởi vì hai bạn cũng đã tham gia từ Bảo Mối Hẹn Hò, rồi các bạn tìm hiểu nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại để bây giờ các bạn tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son, và kết quả là bạn sắp sửa có một bé gái đầu lòng. Thì Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì hẳn là con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân nghĩ, Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình, và cùng vun vén cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc. Vân mong là hai gia đình sẽ chấp thuận cái lời khẩn cầu của hai con và của những người tham gia chương trình. Vân xin cảm ơn. Nãy giờ thấy Thảo á, cái mặt buồn lắm. chị thấy rõ ràng không? Mặt có nghĩa là nó chất chứa cái gì đó trong lòng á. Mà nó nè, cái gì á hãy tống nó theo cái năm cũ đi, vui vẻ lên nha. Rồi bây giờ đến cái phần vui vẻ nè. Đúng rồi. Bây giờ khui thật xấu nè. Đúng rồi. Bây giờ anh rất muốn biết nè, em lấy anh Đạt về 2 năm qua em thấy ảnh như thế nào? Ảnh có hiền lành không? Tật xấu anh là cái gì nè? Dạ, 2 năm qua thì em thấy anh Đạt rất là tốt và hiền. Chỉ có điều là ví dụ như không hài lòng gì về anh ấy thì anh hơi cọc và nóng tính hay quá. Thì mấy người hiền á là lúc nào cũng cọc hết á. Dạ. Mà có làm em tổn thương nhìn, không? Nhìn xong bắt đầu lên cơn cái là cọc cằn vậy đó. Ừ. Nhưng mà điều cái là những cái cọc đó là làm cho em khóc và tổn thương. Ôi Đạt ơi, sao để cho người ta khóc vậy trời? Rồi sao nó có năn nỉ không? Hay là tự mình như trấn an mình rồi cái mình nhiều lần thì em tự khóc tự nín. Còn có lúc thì anh cũng dỗ. Vậy là bây giờ là cuối cùng về là em kèo trên hay kèo dưới? Em bị ăn hiếp hay là em ăn hiếp Đạt? Thì bây giờ em thấy em là người ở dưới á. Em kèo dưới hả? Kèo dưới. Trời ơi. Lúc mà ví dụ như em có lỡ là nó thì anh mới nói hả? Là em phải dẹ lại. Rồi, rồi cho anh hiếp trang nha. Đúng không Đạt? Những gì vợ nói có đúng không? Thì anh chỉ cần trả lời đúng hoặc là không thôi à. Có đúng hoặc là không thôi. Không được biện hộ. Không được biện hộ. Có đúng không? Đúng. Rồi tiếp đi em, tật xấu gì nữa đó? Tật xấu nữa là bây giờ ngồi cái cọc tính, cái nóng tính hay quá thì em thấy anh Đạt rất tốt. Vậy là quá ít rồi. Dạ. Chỉ có gắng không chế được cái nàng vợ nữa, nhất là đang trong giai đoạn này. Đúng nữa, rồi nghe. Bây giờ tới Đạt đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì cũng có một số tật xấu thôi. Ví dụ như là cái hay càm ràm. Câu có ngồi đó nó riết nó nhiều, nó nhiều lắm. Nói coi như cũng có mấy tiếng em hồi. Em nói khi nào mà anh làm chừng thôi. Chừng làm đúng thôi à. Trời ơi, nó khó chịu quá. Nó khó lắm. Tật chung của tất cả các bà vợ trên cái cõi đời này thì nói hoài nói chừng nào mà nói khi nào mà làm thì thôi. Dạ đúng rồi. Rồi sao nè, tiếp tục nè. Nhìn vô lại hay có khó tính không? Cũng có lúc khó tính nè, giận lên rồi năn nỉ không bỏ qua mà cứ khóc riết à, dỗ cũng không nín luôn. Mà ảnh có đặc biệt em quên kể, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm á, ngày ví dụ sinh nhật hay là ngày của phụ nữ thì ảnh đều làm em tổn thương. Làm em khóc. Là tại vì anh quên hay là anh không? Anh nhớ nhưng mà ví dụ như là cái ngày mà 26, 27 của mỗi tháng là ngày kỷ niệm hai đứa quen trên trình Bạn Muốn Hẹn Hò là ảnh đều mua hoa tặng. Còn cái ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày phụ nữ hoặc là cái ngày gì đó thì ảnh đi làm về xong rồi có nói là sẽ chở em đi, nhưng mà qua xem mà ngủ xong rồi chở giờ rồi em thì dạ đúng rồi 9 giờ 10 giờ là em không đi nữa, xong rồi đó. Em lại khóc mà cứ đúng cái mấy cái ngày đó là làm em khóc và buồn không có tâm lý. Dạ. Bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi cái gì? Em mong nó Thảo là nhưng đừng có giận hay giỏi quá. Ví dụ như là nhiều lúc em đi làm về mệt á thì em nằm nghỉ xíu rồi xong rồi ví dụ như một tiếng xong nó khé lại thì em lại chớ đi liên công chuyện hay gì đó. Nhiều lúc đó là Thảo làm rất chậm, là nghĩa là cái em muốn em làm Thảo làm nhanh tay chân luôn, mà ví dụ như Thảo đành chậm á, ví dụ như muốn đi đâu công chuyện gì á đó giờ rồi mà cứ Thảo cứ thì chậm rồi không được nhanh tay được. Xong em nổi điên, em nói lớn lên cái là bắt đầu khóc đúng khóc không? Rồi. Rồi em mong muốn Đạt thay đổi cái gì? Thì hiện tại thì chồng em rất là tốt, thương em, chỉ có cái là cọc tính á, mong chồng em thì bỏ cái cọc tính quát vợ. Bây giờ chị nói hai đứa tụi em nè,
Tại vì tụi em mới cưới nhau đúng không? Dạ. Mới, tức là mới về sống chung với nhau đây. Thì hiện giờ cái lứa tuổi của tụi em bây giờ vẫn còn đang tận hưởng những cái gì mà nó đúng nhất, những cái cảm xúc đúng nhất của cái tình yêu mà bước vào hôn nhân á. Thảo chỉ có trông mong vào một mình em thôi. Dạ, cho nên đúng không em? Dạ. Cho nên khi mà Thảo bị cái đó nó không xảy ra, Thảo bị hững, bị hụt quá thì cứ sợ là hay là anh hết thương mình rồi. Thì ngược lại, bạn này không phải là thuộc tiếp người đàn ông mà nhạy bén về những cái cảm xúc của người khác xung quanh mình. Thì bây giờ theo chị nha, khi tụi em đã đến với nhau rồi, đã là vợ chồng rồi, Thảo đừng có e ngại cái chuyện là Thảo nói ra. Tụi em phải nhớ là khi mình không có cái chỗ dựa đằng sau lưng thì mình phải gắn kết vô thành một khối để mình nương tựa vào nhau, để mình có thể làm cho cái gia đình của mình nó vững mạnh, hiểu không? Yeah. Cái mái ấm nó vững mạnh thì con mình nó mới sung sướng, nó mới hạnh phúc. Ừ. Hiểu không? Yeah. Mệt lắm. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Đúng rồi, chính xác. Nào, thôi về chỗ được rồi đó. Kết quả sẽ là nút bấm. Hai em để tay vào nút bấm. Này, em mở sách vô chút. Chúng ta đã trò chuyện ha, được sự chia sẻ từ người nhà nữa. Và đến lúc mình đưa ra quyết định. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đối diện với người thân, gia đình, bạn bè. Chúng ta phải bấm bằng cả suy nghĩ của mình, bằng trái tim của mình. Không phải bấm vì điều gì hết nha các bạn. Bấm phải có trách nhiệm với nó. Bấm là từ quyết định, từ trái tim của mình đưa ra. Phải thực thi đúng cái điều đó. Nào, bây giờ sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì đây là một cái kết quả mà tôi đã đoán trước, dự đoán trước. Hai bạn khó có thể mà tìm được một cái điểm chung đó. Vì đây là một cô gái rất là năng động, và cô đã có quá nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái vấn đề tình trường, kinh nghiệm ở trong cuộc sống nữa. Cho nên là mà cái yêu cầu của cô á, nó cũng khá là cao. Nhưng mà chỉ có một cái lời khuyên dành cho em như thế này nè. Khi mà em có con á, sau này em quen một người nào đó, em lập gia đình, em có con, đến khi mà những lúc mà con đau, con ốm mà cả hai vợ chồng đều bận đi làm, lúc đó em mới thấy cái giá trị của cái việc ở chung với cha mẹ. Nên đừng đặt cái quan điểm đó. Dĩ nhiên chị không có bảo rằng cái quan điểm đó là sai hay đúng, nhưng mà chúng ta khoan hãy bàn đến cái vấn đề. Cái quy định rằng là không muốn ở cùng với ba mẹ, không muốn làm dâu. Làm dâu bây giờ sướng lắm, không có giống như ngày xưa. Quan điểm của các bạn thì chị rất là tôn trọng, nhưng chị chỉ nói như vậy thôi. Sau này khi có con đau, con bệnh rồi, lúc đó mới thấy giá trị của cha mẹ là như thế nào. Thật ra cái này là Phong hiền quá à. Phong rất hiền. Phong rất là hiền, một chàng trai chưa bao giờ yêu được cả. Một cô gái xinh đẹp, rất là năng động luôn. Thật ra mình xinh đẹp, mình năng động, mình có quyền yêu cầu đúng cái rồi. Những gì mình muốn, bởi vì đó là người đồng hành với mình cả cuộc đời mà, không ai thách điều đó cả hết. Vấn đề chỗ là sau cái câu chuyện ngày hôm nay đó, anh Nguyễn Phong cần cố gắng năng động hơn nữa ha. Thật ra thì tình yêu Phong rất là nhiều trên sóng truyền hình á, có thể rất nhiều cô gái đang chờ bấm nút cho Phong, và rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho Giang đó, không lo lắng gì cả. Đây là một cái ngày chúng ta trải nghiệm trong cái câu chuyện này để chúng ta hiểu được chính mình hơn, và hãy vượt lên chính mình, chiến thắng chính mình để chúng ta tìm ra một nửa mảnh ghép cho mình ha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình. Còn bây giờ sẽ là những món quà của chúng tôi dành gửi tặng các bạn. Đây là bộ son giữa thép Vina QA gửi tặng bạn gái. Đây là bông xà bông Quyền Linh, xà bông rửa tay, rửa chén, lau sàn, giặt xả. Thấy cái hình Quyền Linh là Quyền Linh bán. Hôm nay dịch bán ế quá. Bữa xong lấy cái bảng mà. Đây là bánh bông lan Hura, xin được gửi tặng cho hai bạn. Đây là lò vi sóng Toshiba, lò nướng Toshiba. Thôi, chúc cho Phong sẽ phát triển công việc của mình thật tốt. Chúc cho Phong sẽ
có nhiều may mắn trong cuộc sống hơn nữa. Chúc cho Phong sẽ có một nửa bánh ghép đúng với gì mình mong muốn. Chúc cho Giang sẽ phát triển nhiều hơn nữa, bán được đất đai nhiều hơn nữa và tìm ra một chàng trai nào đúng yêu cầu của đúng mình rồi. Đúng yêu cầu chứ không phải nhu cầu. Và chúc hai bạn thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống này. Dạ. Bạn đi đây đây Phong. À, có bạn nào không đỡ bạn nữ xuống. Tập trung nào các bạn ơi. Nhớ lời tôi nói nha các bạn gái. Như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên họ không bấm nút, thưa quý vị. Thực ra không có gì là tiếc cả, bởi vì mỗi một người một suy nghĩ khác nhau. Nếu mà họ không cùng chung suy nghĩ, không cùng quan điểm thì cũng không cần bấm nút để làm đúng gì rồi. Cả bấm nút để làm tổn thương lẫn nhau, bấm nút để rồi cũng phải chia tay thôi. Thành ra là mình chấp nhận điều đó quý vị ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xin mời. Mời nhà trai. À, ngồi đi em. Rồi em cứ ngồi đấy đi em. Em cứ ngồi đấy đi. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Rồi bây giờ mình nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Mời em trai. À, cảm ơn Nguyễn rất là nhiều. Nguyễn là quê ở đâu? Sứ Thanh. À, là Thanh Hóa đó. Ừ. Rồi à, Nguyễn à, làm công việc gì vậy đó? Ở đâu Nguyễn? Tức là Nguyễn từ Thanh Hóa vào đây luôn. Công việc của Nguyễn vẫn ở Thanh Hóa luôn. À, rồi sau này rồi sẽ lập nghiệp ở Thanh Hóa luôn hay quyết định trên thành phố Việt Nam thì ở đâu sinh sống đó. À rồi rồi mời nhà gái nào. Rồi em nghe nhà gái nha. Quyền Linh. Em tên là Trinh, em đến từ Thanh Hóa. Ố hai bạn cùng quê. Trinh hả? Ồ. Em làm công việc gì trên? Em à. À vậy. Ừ. Dạ. Ủa nhưng mà Trinh là vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa Trinh? Em vào được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Còn Nguyễn thì từ người đó giờ ở Thanh Hóa không có đi làm đâu hết hả? Dạ. À tức là em làm việc bên Hàn Quốc 15 16 năm. Mình làm gì bên đó Nguyễn? À rồi sao mình mới về đây? Mới có vài tháng thôi hả? À rồi ừ. 15 năm làm việc của đó chắc cũng tích lũy được khá khá để về đây làm ăn ha. Ừ được rồi. Ok rồi bây giờ mình cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Nguyễn. Thật ra mình không thể nói gì được. Thật ra là xã hội rất là tốt. Đâu đó còn một vài điều chưa tốt thôi ha. Nhưng mà thật ra là trong tâm con người của tất cả mọi người ai cũng có cái tâm tốt cả, hướng thiện cả. Nhưng mà đâu đó còn một số ít người chưa được tốt là bởi vì họ cũng vì lý do gì đó thôi. Chứ mình nói mà so với xã hội thì hơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
đã có pháp luật ấy ha, mình nói chung là mình không biết ai mà không giận ai được. Nam giới nhưng mà em không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và em nấu ăn rất ngon. Rồi tốt, quá tốt. À, mời nhà gái. Nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nào? Điểm mạnh của em là em rất là biết điều. Biết rất biết điều hả? Cái đó hay đó em. Có nhiều người biết rất là nhiều thứ nhưng biết điều không biết á. Có khi nào tự kỷ không? Tích cực chứ ai hỏi kỳ lá. Không, tại vì nhiều khi cái thích ngồi một mình là dễ tự kỷ lắm mà. Ôi, dễ thương quá. Chỉnh chu. Chỉnh chu ha, rất là xinh xắn luôn. Hả? Cảm ơn chương trình. Anh Nguyễn bên đây á, nãy giờ nghe nói chuyện thấy cảm nhận thế nào? Thôi khó nghe, ta thôi nói nhỏ. Nguyện á, phải nói là phong thái rất là nhẹ nhàng, trầm ấm, rất là tốt luôn ha, về tất cả mọi thứ luôn á. Mà chàng trai Hàn giống như Hàn Quốc vậy đó. Ảnh nói tiếng Hàn được không à? Ảnh 15 năm ở bên okay. Đó à. Anh nhanh xe vô. Cái gì xăng vô, ở đây vậy trời. Anh nhanh xe, hả? Đúng rồi đó. Nói đây nói nhỏ thôi, chứ là nói giọng rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bây giờ mình hai bên đâu thử hỏi nhau về Thanh Hóa đó, em ở đâu rồi đi. Hỏi lớn lên cho bên nhà gái tôi nghe, bên kia nghe nè. Nguyện hỏi đi. Thanh Hóa thì gia đình mình ở địa điểm nào em nhỉ? Em ở Hà Trung anh ạ. Hà Trung anh yêu mảnh đất đó. Hả? Anh yêu mảnh đất đó. Hà Trung đó là vùng đất hiếu học đó em. Nên anh rất thích vùng đất đó. Ừ. Vậy ở gần em không Nguyện? Ở gần, bao xa? Em có thể chạy bộ thôi. Trời ơi! Có thể chạy bộ thanh hỏi luôn đó. Vậy là gần lắm luôn á. Hả? Anh bên kia hài hước quá hả? Chạy bộ nhưng mà em đi bộ được khoảng 25 km một lần. Một lần đi bộ được 25 km á. Có nghĩa là một lần em đi bộ có thể được 25 km. Em đi bộ 25 km một lần luôn đó hả? Vâng. Rồi vậy là em khỏe mạnh lắm rồi. Hả? Rồi bây giờ em muốn lấy vợ xong ở Thanh Hóa lập nghiệp luôn á, hay là đi đâu lập nghiệp, hay trở qua Hàn Quốc? Vợ em ở đâu thì quê hương em ở đâu? Trời ơi, hay vậy ta? Trời ơi, tôi phải đi qua tôi ngó cái anh này một cái coi. Trời ơi, ông nói chuyện sao mà ngôn tình không vậy? Vợ em ở đâu thì quê hương em ở đó. Em sống cực kỳ trung thực nên không phải ngôn tình đâu. Có nghĩa là em muốn làm gì em chẳng nói như vậy thôi. Trời ơi, đẹp quá nè. Nói chuyện hay nữa. Nói chuyện hay quá. Nào giờ mình bao nhiêu mối tình rồi? Em mới chỉ có một. Và một ngày đó là sau khi có việc của tông. Nhưng mà khoảng 19 đôi mươi. Nhưng cũng chỉ là tình cảm của hai người khi mới tốt nghiệp rồi. Cũng chỉ dừng lại là yêu thương rồi đỡ đần nhau công việc gia đình với lại học tập thôi. Và các cái vấn đề khác thì chưa. Vì ngay khi tốt nghiệp thì em đã xác định được mình là chưa đủ chín chắn về cái trong tư duy suy nghĩ rồi về kinh tế, nhất là kinh tế là em được cái mình chia tay người ta. Không phải chia tay đâu, mà cái nó là tình cảm của hai người, không có chia tay mà cũng không có, chỉ là hai người đi mỗi hướng khác nhau. Em rất đồng tình cho người em ấy là đi học đại học. Và đi học thì do học tập thì cũng chưa được như ý của nên em bước vào đời để lập nghiệp. Em đi sang xứ bạn để học tập. Tức là hai bạn là tình chỉ đẹp khi còn gian dở hả? Nhưng mà chúng em vẫn còn giữ liên hệ tình cảm anh em thân thiết. Là một tri kỷ. À vậy hả? Vậy là có một mối tình thôi. Còn ở bên kia của đất thì em cũng có tiếp xúc rồi với các bạn sinh viên rất nhiều để em làm trong môi trường cũng lắm luôn. Nên cũng có kêu mấy một người bạn, nhưng mà bạn ấy đang còn học tập sinh năm 99. Em cũng không thể, mình cũng không thể ích kỷ để
lôi người ta về phía mình, trẻ con người ta qua học tập rồi giúp đỡ gia đình. Trời, sao mà yêu mà cứ nghĩ cho người khác không?